Đây là hợp đồng vay tín dụng ngắn hạn, là thể hiện nội dung giữa công ty các bạn vay vốn tiền của ngân hàng để thực hiện một nội dung thanh toán nào đó. Hợp đồng tín dụng thường gắn với khế ước nhận nợ. Khi mà chúng ta vay một khoản vay liên quan thì cần có hồ sơ, một là hợp đồng, hai là khế ước nhận nợ và ba là một ủy nhiệm chi thanh toán tiền cho nhà cung cấp. Và trong cái hợp đồng vay tín dụng này thể hiện nội dung vay bao nhiêu tiền và thời điểm vay, thời điểm thanh lý hợp đồng, lãi suất và thời gian trả nợ trả gốc là như thế nào thì thể hiện hết ở trong phần hợp đồng vay vốn này. Và hợp đồng này là cơ sở để cho công ty chúng ta vay được vốn của ngân hàng và là một trong những bộ chứng từ để kèm với khế ước nhận nợ và ủy nhiệm chi. Khi các bạn vào một doanh nghiệp, nếu như chúng ta nhìn vào hạch toán ở trong cái khoản tài khoản tiền gửi, chúng ta thấy một cái khoản trích tiền lãi hàng tháng thì chúng ta mới soi xét được cái công ty này có các khoản vay nào đó, thì chúng ta mới lật lại hồ sơ vay cũng như khế ước nhận nợ để biết được công ty chúng ta có bao nhiêu là món vay và thể hiện cái khoản đã trả nợ bao nhiêu, còn lại công nợ dư có của tài khoản 341 trên bảng cân đối có khớp với thực tế mà công ty đi vay hay không. Thì các bạn nên chú ý cái phần hợp đồng tín dụng ngắn hạn hoặc dài hạn. Chúc các bạn học tốt.